em Lanh xây nhà cùng bạn các yêu cầu kỹ thuật về công tác trát. Để công tác trát đạt hiệu quả cao, đảm bảo chất lượng và độ bền của công trình, cần phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật dưới đây. 1. Yêu cầu về vật liệu. Xi măng, sử dụng xi măng đạt tiêu chuẩn, thường là xi măng phóc lăng. Xi măng phải có còn mới và xi măng không bị vón cục, ẩm ướt. Cát phải sạch, không chứa tạp chất như bùn, đất, sỏi hoặc hữu cơ. Cát nên có kích thước hạt phù hợp, không thông thường là cát mịn, phải sử dụng cho lớp trát. Nước dùng để trộn phải sạch, không chứa các tạp chất có hại như axit, kiềm, dầu mỡ. Phụ gia nếu có phải đảm bảo các loại phụ gia sử dụng như chống thấm, chất tạo dẻo phải phù hợp và không làm ảnh hưởng đến chất lượng vựa. 2. Yêu cầu về vựa trát, tỷ lệ trộn vựa, tỷ lệ xi măng, cát và nước phải đúng theo quy định. Tỷ lệ thông thường là 1 phần xi măng tới 3-4 phần cát theo khối lượng. Vựa phải trộn đều, không được bón cục. Thời gian vựa sử dụng khi trộn phải được sử dụng trong thời gian quy định, thường là trong vòng 2-3 giờ, không nên sử dụng vựa đã bị khô hoặc mất tính dẻo. Độ dày của lớp trát thường từ 1-1.5cm. Cho mỗi lớp trát không nên trát quá mỏng hoặc trát quá dày, dễ bị nứt hoặc bong tróc sau này. 3. Yêu cầu về bề mặt. Trước khi trát, khi làm bề mặt sạch, trước khi trát cần phải làm sạch bẩn, dầu mỡ và các vật liệu lỏng lẻo và tạp chất khác. Nếu bề mặt khô thì cần phun nước làm ẩm nhẹ, xử lý các vết nứt. Các vết nứt lớn cần được xử lý trước khi tiến hành trát để tránh tình trạng nứt nẻ sau hoàn thiện. Tạo nhám bề mặt, nếu bề mặt quá nhám thì cần tạo nhám để tăng độ bám dính của lớp trát. Để có ngôi nhà đẹp hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0962 536 895 và được tư vấn miễn phí.